Kênh ký ức chiến tranh trân trọng gửi tới quý vị và các bạn ký sự mặt trận Đông Bắc Sài Gòn tác giả cựu chiến binh Nam Hà kính tặng quân đoàn bộ binh số 4 và sư đoàn bộ binh số 7 sư đoàn Anh Hùng sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe phần thứ hai các chiến sĩ đại đội 7 sẵn sàng vọt tiến về phía các hộp đá khi loạt đạn pháo thứ nhất của ta rót vào chi khu trong những giờ ém lại các chiến sĩ tranh thủ chập mắt nên bây giờ ai cũng tỉnh táo. Thời gian pháo cấp tập 35 phút. Thiệu ước tính đến phút thứ 30 là nổ súng quét bọn dân vệ, thốc thẳng tới đường cũng vừa lúc loạt pháo cuối cùng nổ dứt. Đại nằm cạnh Thiệu, vừa quan sát điểm nổ của pháo vừa theo dõi bọn dân vệ. Thiệu cùng thuận bỏ lên xô cánh cổng bằng dây thép gai. Con chó thấy bóng người sùa gắt, vọt vào nhà. Bọn dân vệ nhớ nhắc là hét om sòm, đứa bỏ chạy, đứa chui xuống hầm đại nhìn thấy cái hầm lớn đại gọi hoan trung đội phó tới chỉ cho hoan hoan buộc một chùm ba quả lựu đạn rồi nâng dây thép gai chui qua hàng rào đại dặn theo lúc nào tớ khoát tay thì bắt đầu hoan gật đầu đại vẫy một chiến sĩ mang ak tới chỉ về phía hoan cậu chiến sĩ hiểu ý đưa súng lên vai sẵn sàng yểm hộ trời sáng dần một số dân từ trong thị trấn ra làm nương hốt hoảng chạy về có một vài người chạy tới gần chỗ đại nhưng họ không nhìn thấy. Đại nhìn đồng hồ rồi vẫy tay cho anh em. Các chiến sĩ từ đội hình hang ngang chuyển thành đội hình hàng dọc. Một chân quỳ, một chân duỗi, mắt trăm trăm nhìn chính trị viên. Pháo cấp tập lần hai, đạn pháo các loạt từ các hướng lao xuống chi khu, sức xuyên, sức nổ, sức chấn động và lửa cháy. Từng mảng tường, mảng tôn, từng chum dây thép gai tung lên, tiếng nổ rội vào các gộp đá bật ra, u u ầm ầm mặt đất rung rinh không khí căng mỏng cuốn xoáy những màn xương dày rách tung những gộp đá hiện ra dần dần thiệu nhìn thấy những màu xám trắng của những gộp đá cái cảm giác đầu tiên nảy ra trong óc anh là những gộp đá ấy có vẻ lầm lì thách thức thiệu nhìn đồng hồ lần nữa rồi hất đầu cho thiêm chiến sĩ bộ đàm thiêm bật công tắc liên lạc với sở chỉ huy trung đoàn báo cáo với trung đoàn đại đội bảy bắt đầu đánh rõ đại khoát tay cho hoan Hoan đã cách miệng hầm khoảng 5 thước, Hoan nhỏ người lên tung ba trái lựu đạn vào miệng hầm, Hoan cúi đầu xuống. Một tiếng nổ lớn từ miệng hầm dội ngược lại, Hoan nhảy lên lia vào đấy đúng một băng AK, không trở lại lối cũ, Hoan dẫn anh em băng qua các dãy nhà, vừa chạy vừa bắn theo những tên dân vệ đang cắm đầu tháo chạy. Sự xuất hiện bất ngờ của đại đội 7 ở hướng này làm cho mấy bốt dân vệ đóng ở ba gộp đá thấp bỏ chạy. Một số tên bị Tiểu Liên quét gục, một số chạy thoát vào các hộp đá thiệu với tay. Trung đội một đánh gộp đá cao, trung đội hai vòng bên phải, trung đội ba yểm hộ. Trung đội phó hoan nép mình vào thành đá nhìn lên. Hoan thấy ngay một cái nòng đại liên thò ra ngoài miệng lô cốt đang dịch qua, dịch lại. Hoan hiểu thằng địch trong đó đang tìm mục tiêu. Hoan với một chiến sĩ mang B40 tới cạnh mình, chỉ tay lên gộp đá. Cậu chiến sĩ nâng súng lên chưa kịp bắn thì miệng khẩu đại liên tuôn ra một dòng lửa. Đạn vào vào thành đá bắn ra vô số mảnh đá con. Một viên đạn cắm vào tay phải cậu chiến sĩ. Khẩu B-40 rơi xuống đất. Chậm hơn nó rồi. Hoan bậm mùi kéo cậu chiến sĩ nép vào thành đá. Chộp lấy khẩu B-40 bỏ sang phải. Tao chỉ mày. Hoan nâng khẩu B-40 lên. Anh phải bắn với góc tà dương 40 độ. Bắn như thế này thì luồng lửa phụt ra sau có thể làm bỏng chân nhưng không còn cách nào khác. Hoan bóp cò. Một vầng lửa chớp lên ở đỉnh gộp đá. Khẩu đại liên im một chút rồi tiếp tục giống lên bọn địch ở trên gộp đá hét to. Bên này, có thằng bắn B-40 bên này. Chúng vừa hét vừa ném lựu đạn Mã Lai xuống khu vực Hoan đứng. Lựu đạn rơi lịch bịch như thị dụng. Hoan nằm sấp xuống tránh mảnh. Dứt một loạt đạn, Hoan vọt sang bên kia gộp đá. Bây giờ anh đang ở sau lưng khẩu đại liên. Loại đá này cứng khiếp, mất một trái rồi. Không thể chơi vội với tụi nó được. Hoan nhìn kích cái lô cốt, bỗng phát hiện ra chỗ tiếp giáp lô cốt với gộp đá, Hoan đưa khẩu B40 lên. Lần này thì mày chết với tao. Chớp lửa bùng lên, lẫn trong lửa là đám bụi trắng rất lớn chùm kín cả hộp đá. Không còn nghe khẩu đại liên bắn nữa. Hoan rút cây cờ cuộn tròn rắt sau lưng lao tới chiếc thang dây leo lên gộp đá. Khói tan, Hoan đã đứng trên đỉnh gộp đá phất cờ. Báo hiệu cho tiểu đoàn một đang đánh trong chi khu biết đại đội 7 đã chiếm được một gộp đá cao đầu tiên. Sau những phút bất ngờ, hốt hoảng, bây giờ bọn địch chấn tĩnh lại bắt đầu bắn mạnh vào đội hình đại đội 7. Đại đội không tiến được buộc phải triển khai đội hình quanh những gộp đá vừa chiếm. Thiệu nhìn đồng hồ, trận đánh được 40 phút, mặt trời đã lên. Súng trong chi khu nổ rộ từng đợt, cả hướng trận địa pháo cũng vậy. Nghe tiếng súng, Thiệu hiểu trận đánh đã bị giảm tốc độ. Trước mắt Thiệu là khu vực đại đội phải đánh chiếm. Sự phức tạp, khó khăn Thiệu nghe nói. Thiệu tưởng tượng trong khi thảo luận trên sa bàn so với thực tế trước mắt chỉ là một phần nhỏ. Hai mục tiêu lớn nhất, mục tiêu cuối cùng đại đội phải chiếm cho bằng được là gộp đá ba chồng và gộp ông Phật thì còn cách Thiệu rất xa. Từ đây đến đó còn vô số gộp đá, hình như gộp đá nào cũng có địch. Thiệu nói với đại. Cái thế bất ngờ chung lúc đầu đã hết, bọn D.I.C.H. tất cả các nơi đều chống trả quyết liệt, mình phải tính cách đánh khác đi đại ạ. À? Một hy sinh, bốn bị thương rồi phải không? Đồng ý, phải tiến chắc, đánh chắc, nhưng không thể chậm chạp được mất bất ngờ chung nhưng vẫn còn có thể tạo ra bất ngờ cụ thể được bằng cách nào vừa đánh vừa nghi binh đúng thiệu mừng ra mặt mình hiểu rồi đánh hai cái gộp kia nhé đồng ý mình đi với trung đội ba rút kinh nghiệm cậu hoan đánh vừa rồi nghi binh chính diện bí mật vu hồi thiệu gật đầu mắt sang lên thiệu gọi các trung đội trưởng tới anh nói với thiêm báo cáo trung đoàn bị địch ngăn chặn đang tổ chức đánh. Rõ, thiêm nâng cần ăn ten lên, gọi vào máy bằng mật ngữ. Trưởng ba tác chiến tổng hợp xong tình hình các hướng. Anh xem giờ rời lên hầm báo cáo với sư trưởng. Sư trưởng, chính ủy, phó chính ủy đã đem bản đồ lên khỏi hầm sau khi bộ binh bắt đầu tấn công. Sư trưởng Nam Phong vẫn nhìn vào bản đồ, thấy Nhung tới, ông hỏi. Thế nào? Nhung ngồi xuống trải bản đồ lớn ra. Báo cáo thủ trưởng, cho đến 9 giờ kém 15, tình hình phát triển của các hướng như sau. Hướng Trung đoàn 14, Tiểu đoàn 1 chiếm được khu phía Nam Chi Khu. Cụ thể là đại đội 1 chiếm được khu chợ, đại đội 2 có một bộ phận đánh sang Bắc đường 20, tiến gần nhà quận trưởng. Đại đội 3 đánh lên phía Bắc liên lạc được với Tiểu đoàn 2, nhưng Tiểu đoàn 2 vẫn chưa chiếm được khu quân sự. Đại đội 7 ở gộp đá cũng bị chặn lại, đang tổ chức đánh chiếm từng gộp. Tiểu đoàn 3 vẫn chưa chiếm được trận địa pháo đại đội 12 bị thương vong nhiều vì xung phong vướng mìn, mất sức chiến đấu. Bộ đội tạm ngừng củng cố những nơi đã chiếm để tổ chức tấn công tiếp. Về địch, hỏa lực súng cối còn ít, hỏa lực bắn thẳng vào trận địa pháo 85 và khu chợ, ta thương vong một số. Hướng 209 Báo cáo, tiểu đoàn 9 đã diệt được điểm núi tràn, tiêu diệt đại đội 4, tiểu đoàn 1 trên 43, thu được súng, bắt được tù binh. Tiểu đoàn 8 đánh bọn địch phía nam núi tràn, địch bỏ chạy. Anh em đang truy lùng diệt số còn lại và chuyển sang phục kích lớn. Tiểu đoàn 7 đang bắt liên lạc với tiểu đoàn 5 chuẩn bị đánh cầu La Ngà. Hướng trung đoàn 12. Báo cáo, tiểu đoàn 4 trung đoàn 12 sẵn sàng cơ động đánh cao điểm 112. Tiểu đoàn 5 đang đánh bọn tháo chạy ở ấp 107, còn tiểu đoàn 6 chưa đánh phương lâm. Tại sao? Sư trưởng ngừng đầu nhìn thẳng vào nhung. Báo cáo, vì hiểu sai ngày nở. Hiểu sai à? Sư trưởng cau mày. Các anh phải chịu trách nhiệm về việc đó. Đồng chí kết luận tình hình thế nào? Báo cáo thủ trưởng, các hướng khác, trừ tiểu đoàn 6 đánh chi khu phương lâm đều phát triển thuận lợi, đúng kế hoạch. Hướng trung đoàn 14 phát triển chậm do địch dựa vào công sự vững chắc, dựa vào chứng ngại thiên nhiên. Long Khánh lệnh cho tên tránh tích cực cố thủ định quán. Hứa xin tướng toàn tư lệnh quân đoàn 3 cho thêm 12 phi vụ, cho trung đoàn 52 ứng cứu hắn còn hứa sẽ đề nghị thăng cấp trung tá cho tên tránh ý kiến giải quyết của đồng chí trưởng ban nhung mở to mắt nhìn sư trưởng trả lời thực báo cáo thủ trưởng tôi vừa tập hợp xong tình hình chưa kịp suy nghĩ sư trưởng nam phong quay sang thảo luận tình hình với chính ủy liêm và phó chính ủy thái thống nhất ý kiến xong ông nói với những người xung quanh các anh chuẩn bị thêm ý kiến đi tôi nói trước ông quay sang nhung hiểu ý sư trưởng nhung giúp bút ra Sư trưởng Nam Phong vẫn nhìn vào bản đồ. Ông nói nhanh như đã suy nghĩ rất lâu, rất kỹ. Một, trả đại đội 3 về cho tiểu đoàn 3 thay thế đại đội 12 rút ra củng cố làm dự bị, lệnh cho tiểu đoàn 3 bình tĩnh tìm cách đánh thích hợp, chiếm kỳ được trận địa pháo. Hai, lệnh cho quân xuống tiểu đoàn 2, trực tiếp nắm tiểu đoàn 2 chiếm bằng được khu quân sự. Chính ủy doanh giữ liên lạc với sư đoàn. Ba, lệnh cho trung đoàn phó ban trực tiếp nắm tiểu đoàn một bắt liên lạc với quân vào hẳn trận nội, tổ chức đánh. 4. Lệnh cho cả quân và ban tìm mọi cách chia cắt địch ra, không để cho chúng dồn cục lại. Trận nào cũng bị nhược điểm ấy, phải táo bạo, phải khắc phục cho được. 5. Kéo pháo 85 vào gần hơn, mang đề ca vào diệt lô cốt trên gộp đá. Lệnh cho hai khẩu 37 hạ nong ban thẳng vào đỉnh gộp đá, trực tiếp điểm hộ cho đại đội 7. 6. Lệnh cho trung đoàn 209 hoàn chỉnh ngay trận địa phục kích, sẵn sàng đánh chiến đoàn 52 từ kiệm tân lên. Tuyệt đối không cho một xe, một tên lên quá núi tràn. Sư trưởng Nam Phong ngừng một chút, bỗng hỏi. Trưởng Ban Ba đâu? Lệnh cho Trung đoàn thông tin kéo dây vào tận trận nội của Trung đoàn 14. Chính ủy liêm nhắc tiếp. Vấn đề là cách đánh cụ thể của phân đội. Bây giờ hai bên đã hiểu nhau rồi, ăn thua là ở thủ đoạn chiến đấu. Chính trị viên, tiểu đoàn trưởng phải xuống đại đội tìm hiểu tình hình thực tế rồi tổ chức cho anh em đánh. Rõ. Nhung quay xuống hầm, tiếng Nhung vang trong máy. Sư trưởng Nam Phong hỏi chính ủy liêm. Anh thấy bọn chiến đoàn 52 có khả năng lên phạm vi của ta không? Chính ủy liêm liêm diêm mắt, cái chán cao của ông như bóng thêm. Ông nói chậm rãi. Cũng khó lên, chúng không thể bỏ chống Xuân Lộc được. Vừa lúc đó quân đoàn phó khắc vũ tới, ông đã nắm được tình hình chiến đấu của sư đoàn qua tham mưu trưởng thứ ông cười. Khó khăn phải không? Cái chi khu định quán này từ thời Tây đến thời Mỹ mình chưa đánh lần nào, thuộc loại hóc hiểm, không đánh nhanh như đồng xoài được đâu. Động viên anh em bình tĩnh, dừng đốc anh em nhiều quá làm họ cuống, mà cuống là đánh ẩu, thương vong vô ích. Vấn đề là phải giúp anh em cách đánh, còn chiến đoàn 52 thì không có khả năng lên đâu. Nguyễn Văn Toàn vẫn cho Tây Ninh là hướng tấn công chính của ta nên hắn vẫn giữ chiến đoàn 48 của Sư 18 ở Củ Chi. Ở đây chiến đoàn 43 đã bị đánh tan tác. Lê Minh Đảo không thể ném chiến đoàn 52 vào định quán để rồi xa lầy và bị diệt nốt ở đó. Với lại chúng cũng đánh hơi được sư 6 của ta vừa thành lập xong, sư 341 đang trên đường tới đây. Vì vậy có ném chiến đoàn 52 vào vòng chiến hay không chúng còn phải tính toán. Cho nên các đồng chí cứ yên tâm. Chúng ta có đủ thì giờ diệt chi khu, giải phóng đoạn đường quan trọng này. Sư trưởng Nam Phong nhìn quân đoàn phó, báo cáo anh ba, chúng tôi đã thông báo cho Trung đoàn 209. Sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn sẽ tới ngay. Chúng tôi đã gợi ý cách đánh cho anh em, đang cho tổ chức thực hiện. Quãng đường ban đêm đi trinh sát chỉ mất một giờ rưỡi, nhưng giữa ban ngày trung đoàn phó quân phải đi mất gần ba tiếng. Bọn địch trên hòn đá ba chồng phát hiện được lối tải đạn, chuyển thương của ta nên chúng gọi máy bay tới đánh phá liên tục. Dọc đường quân bị bom vùi mấy lần, anh và câu liên lạc phải bỏ, bò cả trong lúc địch ném bom. Một tổ thông tin kéo đường dây đi theo đã hy sinh một. Công việc chuyển đạn vào, tải thương ra bị chứng lại. Gần một giờ chiều quân mới vào được trong khu vực chi khu. Ban và hai tiểu đoàn trưởng đang chờ anh ở đó. Cuộc tấn công tạm dừng lúc 10 giờ. Bộ đội đang củng cố công sự, điều chỉnh đội hình, đánh lấn và bắn tỉa. Quân và các tiểu đoàn trưởng bỏ đi quan sát trận địa địch và ta, phân công mục tiêu. Điều DKZ và trọng liên lên, tổ chức lại hòa lực. Trong lúc ở khu vực chi khu quân đang tổ chức đợt tấn công thứ hai thì ở khu vực gộp đá đại đội 7 cũng tạm dừng. Thêm hai chiến sĩ hy sinh và 8 bị thương. Đại đội chiếm được thêm 3 mục tiêu, rút ngắn thêm khoảng cách giữa hai đại đội với gộp đá Ba Chồng và gộp đá Ông Phật. Nhưng hai mục tiêu quan trọng vẫn nằm ngoài tầm B-40. Đại đội chỉ còn một nửa quân số chiến đấu. Chính trị viên đại gom hết số anh em vào khu vực vừa chiếm được phân tán anh em vào trong các hang hốc để tránh đạn M79, lựu đạn Mã Lai. Điều đại và thiệu không ngờ là khu vực này không có lấy một giọt nước. Trời về chiều, nắng rất gắt, nắng rội xuống gộp đá, tỏa thêm hơi nóng hút hết nước trong người. Anh em lâm vào cơn khát ghê gớm. Người khỏe khát, người bị thương lại càng khát, mắt hoa, tay cầm súng không vững, một vài cậu ngất xỉu. Khu vực này lại không có cây, không có cỏ, khả dĩ có thể nhai nuốt lấy nước đại bảo anh em đái ra uống, nhưng nước đái rồi cũng hết. Thiệu phóng tầm mắt ra khỏi khu gộp đá, mắt anh bỗng sáng lên khi nhìn thấy mấy bụi chuối rừng ở bìa dãy. Thiệu gọi đại tới. Kìa, chuối, bằng mọi cách phải đem về vài cây chuối không thì nguy. Nhìn quãng đường xa, bọn địch trên gộp đá ba chồng sẽ nhìn thấy. Đi về chưa chắc chót lọt, nhưng không còn cách nào khác. Đại gật đầu, thiệu gọi đức tới chỉ về phía mấy bụi chuối. Cậu bỏ nhé, nhớ là bỏ đấy, ra chỗ bụi chuối kia, chui vào giữa bụi ấy. Chú ý bọn địch ở gộp đá ba chồng. Khi nó không nhìn về phía cậu thì cắt các tàu chuối bỏ xuống, cắt từng tàu một. Em hiểu. Đức gật đầu, Thiệu nói tiếp. Rồi cắt lấy một đoạn, dài ngắn tùy sức cậu, cố mang về đây cho anh em. Phải thật khéo, nhớ đừng bóc vỏ cây chuối, bóc trắng toát là nó thấy ngay. Em nhớ. Cậu cứ bỏ đi, bọn mình yểm hộ cho. Đức nằm xuống rồi nhoài đi. Thiệu bảo đường, xạ thủ của đại dội. Bắn tỉa đi. Đường kê súng trên gờ đá, mũi súng hướng về gộp đá ba chồng. Thiệu dán mắt vào bụi chuối. Thời gian như đứng lại, Thiệu nuốt khan nước bọt. Chưa bao giờ anh nóng ruột và hồi hộp như lúc này. Cổ anh xe lại, đắng ngắt, đau rát lên. Thiệu bảo đường. Nó hạ được chuối rồi, bắn lên gộp đá ba chồng. Em không thấy thằng nào cả không thấy cũng bắn, đánh lạc mục tiêu. Khẩu súng trong tay đường nảy nhẹ, một ánh lửa tóe lên ở gộp ba chồng, đạn lia vào đá tóe lửa. Bắn đều từng phát, rõ, đức buộc cây chuối dọc trên lưng, dùng động tác bỏ thấp, khoảng cách nhích gần lại, còn chừng răm chục thước, cái dây buộc cây chuối đứt, cây chuối lăn xuống. Đức giữ được cây chuối, ngước mắt thấy gần về đến nơi nhưng vừa bỏ được mấy thước thì bỗng một tiếng súng nhỏ vang lên từ gộp ông Phật. Đức cục xuống, cây chuối lăn sang bên người. Trái tim thiệu giật thoát lên, thiệu kêu giọng đau đớn. Bọn ở gộp ông Phật bắn chúng thằng Đức rồi. Thuận liên lạc, nhổm người lên. Để em ra. Thiệu nắm lấy tay Thuận. Khoan, nó đang chú ý. Các chiến sĩ trong đại đội, trừ những đồng chí canh gác, bắn tìa còn thì ai cũng thấy cây đầu của Đức gục xuống, cơn khát bỏng như dịu đi. Trả thù cho Đức. Tiếng một chiến sĩ nào đó hét lên, xoáy vào tim từng người. Những chiến sĩ bị thương nghiến răng, không đòi nước nữa. Những người khỏe cũng nghiến răng, nắm chặt súng nhìn đại đội trưởng đợi lệnh. Nhưng rồi nắng cũng bớt dần. Một vài mảng mây bay qua mặt trời làm cho mặt đất im mắt đôi chút. Khu vực gộc đá cũng dịu đi phần nào. Thiêm, chiến sĩ bộ đàm bò đến bên thiệu, chật một tai ống nghe ra. Giọng thiêm phấn khởi. Báo cáo anh Thiệu. Trung đoàn báo cáo. Pháo 85 sẽ bắn vào hai mục tiêu của ta. Trung đoàn đang chuẩn bị tấn công. Đại đội sẵn sàng phối hợp. Thiệu báo tin đó cho đại. Đại bỏ đến tận từng trung đội. Các chiến sĩ như đã quên cơn khát. Họ chuẩn bị tham gia đợt tấn công thứ hai. Đợt tấn công thứ hai trong ngày không thể bắt đầu sớm hơn được. Bọn địch tăng cường gấp ba lần số phi vụ ném bom mà tên tỉnh trưởng Long Khánh đã hứa với tên chi khu trưởng định quán sáng nay. Máy bay ném bom A-37, F-5, AD-6 bay cáo ngày tầm trọng liên 12 ly 8 và cao xạ 37, không nhào lộn gì, cắt từng chùm bom xuống khu vực trận địa pháo, các đường tiếp đạn, tải thương, các khu vực trận địa ta đã chiếm được. Chiến sĩ phải đảo công sự tránh bom, cơ số đạn mang theo đã dùng hết, việc tiếp đạn bị chậm, nên trung đoàn phó quân phải xin phép sư đoàn hoán đợt tấn công đến 18 giờ với những lý do cho bổ sung đạn dược, chờ máy bay bất hoạt động và bọn địch có thể chủ quan hơn khi trời sắp tối. Quân báo cáo cả yêu cầu của đợt tấn công này. Theo anh, đợt tấn công này nhằm đánh chiếm hoàn toàn khu vực trần địa pháo, khu quân sự, tạo điều kiện vững chắc để sáng mai dứt điểm hoàn toàn. Vào trong khu vực chi khu anh mới hiểu bọn địch đã sử dụng có kết quả các chứng ngại thiên nhiên như thế nào. Nhiều điều cơ sở không biết các lần đi trinh sát thực địa không phát hiện được. Với đợt tấn công này, anh nắm chắc các đơn vị có thể đánh bật được bọn địch khỏi các điểm còn lại ở khu quân sự nhưng sẽ không tiêu diệt được hết bọn chúng. Chúng sẽ theo đường chuẩn bị sẵn rút vào các hang đá cố thủ. Bọn tù binh đã khai rõ các điểm cố thủ. Vì vậy, việc dứt điểm hoàn toàn phải tới sáng mai. Để phối hợp với trung đoàn, anh đề nghị cho trung đoàn bạn đánh cao điểm 112 trong đêm này. Theo anh tiểu đoàn 2 trên 43 chưa bị diệt thì thằng tránh còn ngoan cố. Trung đoàn phó quân đưa tay quệt mồ hôi chán. Gần chục phút báo cáo tình hình, đề nghị kế hoạch tấn công với sư trưởng, quân đã không bị ngắt lời. Mỗi lần quân ngập ngừng, sư trưởng còn khuyến khích anh nói tiếp. Anh trình bày xong, anh đợi ý kiến của sư trưởng. Đôi mày rậm của quân lúc co lại, lúc giãn ra, khi những ý kiến trao đổi của những người ngồi ở sở chỉ huy sư đoàn lọt vào ống nghe. Bỗng một hồi chuông vang lên, quân áp ống nghe vào tai mắt không nhấp nháy có tôi là quân đây nghe rõ ạ à? thủ tướng hỏi có cần xe tăng và đơn vị bạn vào tham chiến không à tôi chưa trao đổi với ban nhưng theo tôi thì không cần vì sao à báo cáo thủ trưởng khu vực còn lại không rộng lắm địa hình lại phức tạp xe tăng không phát huy được tác dụng còn quân số thì chúng tôi đủ sức đánh vào thêm sẽ không có chỗ triển khai mật độ dày tăng thêm thương vong vâng xin thủ trưởng ít phút để trao đổi với anh ban quân đặt máy lên đùi nhìn ban ban nghe rồi nên nói ngay không cần xe tăng vào quân số cho vào chỉ thêm phức tạp xin các cụ ấy thời gian thôi chấp nhận đến sáng mai dứt điểm thì phúc đức cho con cháu rồi quân cầm ống nghe alo báo cáo thủ trưởng chúng tôi chỉ xin thời gian thôi sau đợt tấn công này chúng tôi sẽ củng cố tại chỗ xin bảo đảm với thủ trưởng sáng sớm mai dứt điểm rõ, xin đem cả danh dự trung đoàn 3. Vì hứa với sư đoàn như vậy. Vâng, vì chúng tôi đã hiểu rõ chúng, đã nhìn thấy những điểm còn lại của chúng và đã tìm ra cách đánh. Vâng, chúng tôi, cả ban chỉ huy xin chịu trách nhiệm trước sư đoàn. Quân đặt máy, anh nhìn ban, nhìn các tiểu đoàn trưởng rồi mỉm cười. Các cụ ấy đồng ý rồi. Các cụ thấy không thể bóp vụn các hộp đá vào đêm nay được. Cũng đêm nay, trung đoàn 12 mới đánh Phương Lâm và cao điểm 112. Thôi còn gì bàn nữa không? Không à, đúng 18 giờ tấn công. Các tiểu đoàn trưởng về vị trí. Những chiếc máy bay cuối cùng bay khỏi bầu trời. Mây mù từ những dãy núi ao mạn bắc là là bay xuống, ánh nắng tắt dần trên mặt rừng. Rừng xanh thấm hơn, không khí hoàn toàn mát dịu. Đợt tấn công bắt đầu bằng 15 phút chuẩn bị hỏa lực. Với sự tham gia của súng cối 120 ly, pháo 85 nòng dài, DKZ-75, 82, trọng liên 12 ly 8 giá ngang. Nhờ trinh sát kỹ, có thì giờ chuẩn bị mục tiêu, đánh vào lúc bất ngờ đối với địch. Nên khi hỏa lực vừa dứt, các mũi bộ binh sung phong đã vào được khu quân sự. Cuộc chiến đấu bằng lựu đạn và tiểu liên kéo dài suốt một giờ, cuối cùng bọn địch cũng bỏ khu quân sự rút vào các gộp đá. Quân nhảy vào một lô cốt, anh trộm được tên tù binh, anh nắm lấy cổ áo hắn, thằng tránh đâu. Dạ, dạ thưa ông cán bộ, thiếu tá tránh vừa rút ra hầm cố thủ. Ở đâu? Dạ, ở trong những gộp đá kia. Mày dẫn chúng tao đi. Dạ em không dám. Họ rút tới đâu gài mìn tới đó. Đi là chết cả em với giải phóng. Chúng mày còn đông quân không? Dạ còn hơn một trăm. Mày làm gì? Dạ em là lính văn phòng của quận tại sao mày không chạy theo thằng tránh? Dạ, chạy cũng chết, em ở lại đầu hàng các anh. Quân đấy tên tù binh sang một bên rồi vào nhà quận trưởng. Anh gặp tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 ở đó. Trời đã nhá nhem, trước mặt quân, các gộp đá bắt đầu sấm lại. Anh đang tính xem có nên cho bộ đội tiếp tục phát triển vào các gộp đá hay không thì bỗng từ phía đó. Bọn ch đã bắt đầu bắn hàng loạt súng cối, M79 và ném cả lựu đạn sang khu quân sự quân thấy cần phải nắm thêm tin tức của bọn tù binh để có thêm kế hoạch thật tốt. Anh quyết định cho bộ đội tạo trừ khu vực mới chiếm, để lại hai tổ giữ bàn đạp, còn lại thì rút lui ra ngoài tầm lựu đạn nghỉ ngơi, củng cố. Quân men theo các chiến hào, lô cốt, quan sát thật kỹ khu gộp đá rồi trở về khu hành chính, nơi đặt tạm sở chỉ huy. Trung đoàn phó ban đã báo cho anh biết tiểu đoàn 3 đã chiếm được trận địa pháo. Bọn địch một số bị bắt, một số chạy ra rừng, một số nhập với bọn tiểu đoàn 2 trên 43 dưới chân cao điểm 112. Đại đội 7 chiếm thêm hai gộp đá, đã tiến sát gộp đá ba chồng và gộp ông Phật, đang giải quyết thương binh, tử sĩ. Quân tổng hợp tình hình thông báo cho doanh và báo cáo với sư trưởng, nhận chỉ thị, tính toán công việc đêm này tiếp tục trinh sát mục tiêu, tổ chức lực lượng, điều chỉnh đội hình, bổ sung đạn dược, giải quyết thương binh, tử sĩ. Quân dựa vào thành hầm, im lặng, những gộp đá hiện ra trước mắt anh. Anh đứng phát dậy đi tới chỗ nhốt bọn tù binh. Đến 4 giờ sáng, đại đội 7 giải quyết xong hậu quả trong ngày, đưa ba tử sĩ, 12 thương binh ra ngoài giao cho bộ phận tải thương của trung đoàn, bổ sung đạn dược, nước uống và cơm vắt. Thêm 5 chiến sĩ hôm qua còn ở nhà bổ sung ra, nâng tổng số lên 20. Thiệu và đại đã từ chối gợi ý của trung đoàn cho thêm một đại đội vào khu vực này, bởi lẽ vào nhiều sẽ thương vong nhiều. Ngoài ba đồng chí trúng đạn hy sinh, phần lớn bị thương do các mảnh đá văng ra. Những mảnh đá vụ ấy nguy hiểm hơn đạn dìa. Các chiến sĩ đã hồi sức sau khi đã được uống nước và ăn cơm nóng. Từ gộp đá ông Phật và gộp ba chồng, bọn địch bắn đều đều M79, súng cối 60 vào khu vực đại đội triển khai nhưng không ai để ý. Các chiến sĩ vừa nhai cơm vừa thì thầm với nhau. Đại tranh thủ khoảng cách giữa các lần bắn bò đến từng tổ, anh nắm chặt tay từng người, ghé vào tai họ, giọng thân thiết thế nào cậu báo cáo chính trị viên em khỏe rồi trong đời em chưa bao giờ khát như hôm nay ngon rồi chính trị viên ạ à. đồng chí đừng lo đâu lại vào đấy thôi thủ trưởng ơi nghĩa là nghĩa là sáng mai chúng em sẽ trèo lên gộp đá ba chồng và gộp ông phật đại tiếp tục bỏ đến một tổ khác anh gọi hoan đâu hoan đâu tôi đây chính trị viên phải không cờ đâu rồi? Ở đây, tôi đã kiếm một cái cán khác, chắc lắm. Đại sở lên mặt Hoan, anh không nhìn thấy Hoan, nhưng nghe giọng nói, anh biết Hoan đang mỉm cười. Cậu còn nhớ hôm cắm cờ lên dinh tỉnh trường Phước Long không? Nhớ, trận đó đại đội ta chỉ còn mưa oi lăm tay súng sau hai ngày đêm thọc sâu vào giữa đội hình định, ai mà quên được. Ngày mai trung đội cậu đánh gộp ông Phật, đó là cao điểm cuối cùng đấy, cậu phải lên cho được nhất định tôi sẽ lên được, đại đội đừng lo. Thôi, tranh thủ chập mắt đi một lúc, trước lúc tấn công phải thật tỉnh táo. Sư đoàn vừa biểu dương đại đội ta, cậu báo cho anh em biết đi. Đại về chỗ Thiệu, Thiệu đang ngồi nói chuyện với Thuận và Thiêm. Thấy đại tới, Thuận và Thiêm lùi sang một hốc đá khác. Đại ngồi cạnh Thiệu, cậu đã nghĩ cách đánh chưa? Đang nghĩ, trung đoàn vừa thông báo thằng tránh và ban chỉ huy chi khu đã vào hầm cố thủ khả năng hầm cố thủ có thể ở giữa ba gộp đá lớn, hòn ông Phật, hòn ba chồng và hòn dài. Đợt tấn công cuối cùng sẽ bắt đầu lúc sau giờ sáng bằng 30 phút pháo chuẩn bị. Pháo sẽ bắn chùm lên khu gộp đá. Trung đoàn ra lệnh tìm chỗ núp cho anh em. Pháo dứt là công kích ngay. Khả năng pháo 85 và DKZ bắn trực tiếp thế nào? Thiệu lắc đầu. Nói là trực tiếp chứ cũng xa, bắn thì chúng gộp đá đấy, nhưng không chúng lô cốt đại đập vào vai thiệu. Mình có B41 mà. Đúng, mình lại áp dụng cách của Hoan thôi. Bí mật tiếp cận phía sau, bắn vào các kho đạn trên gộp, bắn vào chỗ tiếp giáp giữa gộp đá và lô cốt. Đó là chỗ yếu nhất. Trận đánh ngày mai chắc quyết liệt nhưng sẽ không lâu. Trận địa pháo mất rồi. Trung đoàn 12 sẽ đánh cao điểm 112. Thằng Tránh đã bỏ chi khu. Chúng chỉ còn những gộp đá đã bị vây chặt. Nhất định sẽ thanh toán được bọn này. Thiệu gật đầu hỏi tiếp. Mấy giờ rồi? 5 giờ 30 phút. Thiệu bật dậy. Chuẩn bị được rồi. Cậu ở đây liên lạc với trung đoàn. Mình xuống trung đội 1. Thuận từ trong hốc đá bỏ ra đón đại đội trưởng. Cậu ta với đại đội trưởng như bóng với hình. Khi trời đã bắt đầu sáng, Thiệu đã đưa được một tổ của trung đội 2 tới sau gộp đá ba chồng. Thiệu đi sau, chưa kịp ẩn vào khe đá thì một tên địch trong lô cốt đã nhìn thấy. Tên địch hét lên. Việt Cộng phía sau. Thuận tay nó liệng xuống một trái mã lai, khẩu đại liên phía sau xả một tràng dài. Thuận trồm lên nắm được tay thiệu kéo sấp đại đội trưởng xuống. Quả liệu đạn nổ, Thuận nấc lên một tiếng. Thiệu ôm choàng lấy Thuận, một tia máu nóng từ ngực Thuận vọt ra. Thiệu áp cả tay mình lên ngực Thuận, quay lại cậu chiến sĩ B-41. Bắn đi. Cậu chiến sĩ mang B-41 nhanh như chớp tạt qua bên kia hốc đá đưa khẩu B-41 lên, Thiệu không nhìn thấy chỗ viên đạn nổ nhưng anh bỗng nghe tiếng nước từ trên đỉnh gộp đá ba chồng chảy xuống ào ào. Tiếng một chiến sĩ bảo vệ B-41 la lên. Chúng bể nước rồi. Thiệu kêu. Bắn vào kho đạn, bên trái bể nước. Thiệu đã đoán đúng. Sau tiếng nổ của B-41 là hàng loạt tiếng nổ kéo dài từng giây. Chốc chốc lại điểm vào một tiếng nổ lớn. Bọn địch bỏ lô cốt chạy ra rồi. Có thằng nhảy từ trên gộp đá xuống đất. Cậu chiến sĩ nói rất to báo cáo đại đội trưởng cho sung phong. Thiệu nhìn đồng hồ, anh kêu to. Tìm chỗ núp, pháo cấp tập đấy. Chiến sĩ trung đội một dán mình vào hốc đá. Cũng vừa lúc pháo tà từ các hướng dội xuống. Hôm qua mục tiêu rộng, pháo bắn nhiều nhưng phân tán. Hôm nay mục tiêu nhỏ hơn, số lượng pháo có ít nhưng tập trung, dồn dập hơn. Cùng với pháo cầu vòng, các khẩu 85, mươi cà bắn thẳng tập trung vào gộp ba chồng và gộp ông Phật bọn địch trên gộp ba chồng kêu thét lên run rẩy quở quạ thiệu ôm thuận lách vào sâu hơn thiệu đã băng hết hai cuốn băng nhưng máu còn chảy thiệu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu liên lạc anh như bị ngạt cảm thấy một chỗ nào đó trong ngực rát bỏng lên vết thương rất nặng một mảnh lựu đạn cắm sâu trong ngực không chắc thuận sống được thiệu hy vọng thuận mở mắt để anh hỏi một lời bỗng thuận cựa mình răng nghiến lại cơn đau đang dày vỏ thuận thuận từ từ mở mắt nhận ra thiệu, thuận thều thào. Chiếm được, mục, tiêu, chưa anh, em không sống được nữa. Vĩnh biệt anh và. Thuận nấc lên mấy cái rồi là đi. Thiệu cắn môi nuốt được một cái. Anh giặt nhẹ những ngón tay đen sạm lên đôi mắt thuận rồi bỏ ra. Pháo dứt hai phát tín hiệu đỏ vọt lên trời. Bộ binh bắt đầu tấn công. Thiệu lao tới phía trước gộp đá. Chiến sĩ trung đội một từ chỗ nấp chạy tới. Nhưng chiếc thang dây của địch pháo bắn đất rồi thiệu hồ. Trung liên yểm hộ, trông người mà lên. Kêu gọi bọn địch đầu hàng ngay. Tiếng khẩu Trung liên và hai khẩu Akano rất giòn ba tiếng một. Đạn giả quanh chiếc lô cốt đã bay mất một nửa. Tiếng một cậu chiến sĩ lanh lành. Chi khu định quán đi đất rồi. Hàng sống, chúng chết. Hàng đi, hàng ngay. Bọn địch trên gục đá hoàn toàn thất thế. Một tên địch nằm bẹp thò đầu khỏi lô cốt, rơi cả hai tay. Các anh đừng bắn nữa chúng em xin hàng. Tiếng trung đội trưởng trung đội một gầm lên. Hàng thì ra ngay khỏi lô cốt, bỏ súng lại, giơ tay lên. Chiến sĩ trung đội hai người này đứng trên vai người kia làm thành một cái thang treo lên. Trung đội trưởng đe bọn địch. Chúng mày mà dở trò là tao ra lệnh bắn không sót một thằng. Bọn địch vừa run vừa thưa. Dạ, chúng em không dám. Trong lúc đại đội trưởng Thiệu Chỉ Huy trung đội một đánh chiếm gộp đá ba chồng thì chính trị viên đại cũng phóng tới trung đội 3 của Hoan, Thiêm, bộ đàm chạy theo đại. Vì khoảng cách xa hơn gộp đá ba chồng nên chưa tiếp cận được thì pháo đã cấp tập, Hoan buộc phải cho trung đội tránh pháo. Khi pháo vừa dứt, khói chưa tàn, Hoan đã dẫn trung đội tiến sát chân đồi. Theo kế hoạch bàn hồi đêm, Hoan cho một bộ phận nghi binh đánh chính diện. Số còn lại anh dẫn vòng phía sau, cũng áp dụng lối chồng người leo lên chính trị viên đại đứng ở khoảng giữa quan sát hai tổ, khi thấy Hoan bắt đầu trồng người làm thang. Hoan khoát tay cho bộ phận chính diện. Một phát B-40 phóng lên gộp, khói chùm kín thân lô cốt, đạn AK va vào đá tóe lửa. Đại tiếp tục khoát tay, B-40 bắn quả thứ hai. Bên kia Hoan đứng được lên vai chiến sĩ cuối cùng, hai tay anh biếu lấy gờ đá đu lên. Anh nằm sát gộp đá thò tay kéo đào lên, đào quay lại kéo người phía sau. Hoan rút trong bao ra một chùm lựu đạn tung vào sau lưng địch, rồi Hoan của tay rút cây cờ đắt sau lưng. Nhưng Hoan chưa kịp phất cờ thì gục xuống, một thằng lính nào đó đã bắn một loạt M16 vào người anh. Tức thì hai quả lựu đạn khác từ trong tay đào tung ra. Bọn địch xô nhau chạy. Các chiến sĩ từ hai phía thành hai gọng kìm vây chặt bọn địch, chĩa lưỡi lê vào ngực từng đá bắt sạch, đại gọi to. Đào, phất cờ đi, phất mạnh lên. Đào cuối xuống gỡ cây cờ trong tay Hoan hoan hy sinh rồi nhưng tay vẫn nắm chặt cán cờ, nước mắt đào trào ra. Đào nắm cây cờ trèo lên chỗ cao nhất, vừa phất cờ thét lên. "Trung đội trưởng hy sinh rồi. Các đồng chí ơi, tiến lên, tiến lên." Trong lúc đại đội 7 đánh chiếm hai mục tiêu cuối cùng được phân công, ở hướng tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 cũng bắt đầu sung phong. Nhưng khi bộ đội vừa tiến sát các hộp đá thì kho đạn lớn phát nổ, mảnh bay như mưa bộ đội buộc phải nằm lại. Trung đoàn phó quân đoán chắc bọn địch phá kho đạn chặn ta để tìm đường thoát. Quân thông báo việc đó cho đại đội 7, ra lệnh lùng sục, chặn đường trốn của địch. Chính trị viên đại nhận lệnh, dẫn ngay một tổ xông vào ngôi nhà còn ngập khói, khẩu K54 trong tay đại chĩa thẳng ra đằng trước. Anh đạp đổ cánh cửa, từ trong nhà, một tên địch cầm một thanh sắt dám vào đại. Đại nghiêng đầu tránh được, anh vẩy ngay một phát, tên địch ngã sấp xuống, anh nhảy vào, một con chó bé dê trồm lên, anh vẩy phát thứ hai rồi cuối thấp xuống, con chó trồm qua người anh, lao ra sân dãy đành đạch. Tên địch thứ hai định thoát, anh vẩy theo, hắn trúng đạn nằm lăn ra. Đại nhảy tới tì đầu gối lên ngực hắn. Thằng tránh đâu? Ông vừa bắn chết đó. Đại bỏ tên địch bị thương, chạy tới tên địch đã chết. Anh thọc tay vào túi nó lấy ra một tờ căn cước. Mắt anh lướt qua những hàng chữ đánh máy. Đúng thằng tránh rồi thiếu tá tránh. Đại nhìn mặt thằng tránh trong ảnh rồi nhìn mặt tên địch nằm dưới đất, không giống. Đại quay về phía tên địch bị thương, anh giơ súng lên nhưng một phát súng khác đã nổ trước. Xác tê địch vắt ngang qua tường, hắn định chạy trốn và cậu chiến sĩ đi theo đại đã kịp thời bắn chúng. Đại nói với anh em, thằng tránh còn dưới hầm cố thủ, các đồng chí theo tôi. Đại quay ra, chộp ngực một tên tù binh. Hầm cố thủ đâu, nói ra không thì chết dạ chỗ kia, em dẫn mấy anh đi. Đại bắt tên tù binh chạy, tới nơi đại đã thấy thiệu đang tổ chức cho anh em đánh. Một phát B-41 phóng vào cửa hầm, khói tan, đại nhìn thấy một mảnh vải trắng buộc vào cây thông nòng súng dơ lên. Rồi một cái mặt sạm khói thò ra, đại hét. Tên tránh đầu, ra hàng ngay không thì chết. Dạ, tên địch bước ra khỏi hầm run rẩy. dạ ban chỉ huy chi khu định quán xin hàng. Đại nhìn tên địch thứ hai rồi nhìn tấm ảnh trên căn cước. Đại nói với Thiệu. Đúng hắn rồi, thằng thứ hai. Thiệu hô anh em. Chói chúng lại. Thiệu bước tới trước mặt chúng, hỏi từng thằng. Mày, cấp chức. Dạ, trung úy cảnh sát. Mày, dạ. Thiếu tá quận trưởng kiêm chi khu trưởng. Mày, dạ. Đại úy quân phó kiêm chi khu phó. Mày, dạ. Đại úy trưởng ban một. Mày, dạ đại úy trưởng ban 2, mày, dạ, đại úy trưởng ban 3. Ba. Ban chỉ huy còn thằng nào không? Dạ, hết. Đại quay ra tìm thiêm để báo cáo với trung đoàn về việc đã bắt sống ban chỉ huy chi khu định quán. Nhưng tìm mãi không thấy thiêm đâu. Thấy đào, đại hỏi, đào nói như khóc. Thiêm hy sinh rồi. Một quả cối cuối cùng từ hầm cố thủ của thằng tránh bắn ra rơi chúng thiêm khi anh dẫn một tổ vào nhà. Đại thấy mắt cay xẻ, anh cắn chặt môi. Thiêm đang nắm đâu? Tải thương đưa ra rồi. Cái máy. Cũng chúng mảnh cối. Đại quay phát về phía bọn thằng tránh. Đôi mắt anh như phát lửa. Bọn thằng tránh trông thấy đôi mắt ấy vội cục đầu xuống, mặt tái đi. Thuận hy sinh, hoan hy sinh, thiêm hy sinh, máy hỏng. Đại chưa biết tìm cách nào báo cho trung đoàn biết đại đội 7 đã bắt sống toàn bộ ban chỉ huy chi khu. Sực nghĩ ra, anh bảo một chiến sĩ xuống hầm cố thủ tìm máy. Vừa lúc đó, đại đội 3, đại đội anh hùng đã từ phía chi khu thọc sang. Hai đại đội anh hùng gặp nhau, các chiến sĩ reo lên. Đại nhờ đại đội 3 báo cáo về trung đoàn. Trong lúc đại đội 7, đại đội 3 và các DAI đội khác bắt tù binh, thu vũ khí ở khu vực gộp đá, tiểu đoàn 4, trung đoàn 12 cũng đã chiếm được cao điểm 112, tiêu diệt một đại đội của chiến đoàn 43. Hai đại đội còn lại của tiểu đoàn này cùng với đại đội bảo an 377 và bọn tàn quân cụm lại dưới chân cao điểm 112. Trung đoàn phó quân được lệnh dùng tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 phối hợp với tiểu đoàn 4 trung đoàn 12 tiêu diệt nốt bọn này. Bọn địch di chuyển, lẩn trốn, cuộc lùng diệt diễn ra gần hết đêm. Mãi đến tối ngày 20 tháng 3, mặt trận Định Quán mới hoàn toàn im tiếng súng. Chi khu Định Quán cùng hệ thống đồn bốt địch từ phương lâm đến Túc Trưng bị tiêu diệt. Thế là một trong những cửa ngõ kiên cố của địch ở địa đầu quân khu 3, phía đông, Bắc Sài Gòn đã bị phá toàn. Đoạn cuối của một hành lang chiến lược mới đã mở được 50 cây số, đủ chỗ cho một vài sư đoàn của ta vùng vẫy. Ở mặt trận Bắc Sài Gòn, sau khi mất dầu tiếng, suối ông Hùng, ngày 18 tháng 3, tướng Toàn, tư lệnh quân khu 3, quân đoàn 3 ra lệnh cho liên đoàn biệt động quân bị cô lập ở thị xã Bình Long cắt rừng về cụm lại ở quân Lị Trân Thành. Nhưng biệt động quân về chưa hết, quận Lị Trân Thành đã bị tấn công dữ dội, thị xã Tây Ninh bị uy hiếp nặng nề. Vì thế, Lê Minh Đảo, chuẩn tướng, tư lệnh sư 18 có nài nỉ đến mấy, Lê Văn Toàn vẫn không trả chiến đoàn 48 về cho sư 18. Lê Minh Đảo đánh bỏ ý định đưa quân phản kích chiếm lại chi khu định quán và 50 cây số đường rất quan trọng đã mất, dù hắn vẫn biết rằng cái cửa rất quan trọng đã mất. Dù hắn biết rằng cái cửa vững chắc nhất mở đường vào mặt trận hắn chỉ huy đã bị đối phương đập nát. Cửa mở Đường thông, những cây cầu quan trọng nhất như cầu La Ngà được hỏa lực cao xạ 3 tầng bảo vệ. Hắn đã xin máy bay ném bom phá cầu nhưng bọn phi công đế ớ không làm được việc đó. Hắn biết đối phương đang đánh hắn ở Định Quán là sư đoàn 7, một sư đoàn loại cử. Đã có mặt ở chiến trường miền Đông cả chục năm nay, rất nổi tiếng ở đường 13 trong chiến dịch năm 1972. Hắn biết những trung đoàn độc lập rất nổi tiếng của quân khu 7. Việt Cộng đã tập hợp lại thành sư đoàn bọn thám báo và máy bay trinh sát còn cho hắn biết một sư đoàn môi chưa rõ phiên hiệu ở Bắc Việt vào, đang hướng từ Bắc Sài Gòn xuống Đông Sài Gòn. Bọn phi công báo rằng, ngày nào cũng thấy giải bụi đỏ sẫm cuồn cuộn trên những con đường đất đỏ từ Bắc Tây Bắc xuống Đông Sài Gòn. Là một viên tướng nên hắn hiểu những giải bụi đó do cái gì tạo nên. Xa hơn, ngoài quân khu 2, mặt trận Tây Nguyên thế là tan nát. Cuộc phản kích chiếm lại buôn ma thuột không thành, sư đoàn 23 bị tiêu diệt. Tổng thống trực tiếp ra lệnh bỏ Tây Nguyên rút quân về ven biển miền Trung lập tuyến phòng thủ mới. Thế giới đang theo dõi cuộc rút quân chiến lược mới được Tổng thống tuyên bố có vẻ cứng rắn và chủ động đó. Nhưng những tin tức mà Lê Minh Đảo biết riêng thì đó là cuộc tháo chạy đẫm máu chưa từng có. Còn ở đây, mặt trận Đông Bắc Sài Gòn, sau định quán, đến chi khu và quân lị Hoài Đức, chi khu và quân lị Giá Dài, căn cứ 2 và căn cứ 4 trên quốc lộ 1 đều bị đánh chiếm. Ngay lúc này, sự liên lạc đường bộ giữa Long Khánh và Hàm Tân, Phan Thiết đều bị cắt đứt. Phải chăng, những hoạt động rộ lên ở vùng phụ cận và địa đầu quân khu 3 của đối phương là bước chuẩn bị chỗ đứng chân cho những binh đoàn lớn? Lê Minh Đảo cảm thấy không sớm thì muộn Cộng sản sẽ trực tiếp đánh vào Long Khánh. Một sư đoàn đang từ hưởng Tây Bắc hành quân xuống, sẽ thọc vào phía sau Long Khánh, quãng trảng bom đến ngã ba dầu dây, cắt đứt nốt đoạn đường một về Biên Hòa và đánh viện ở đó. Đảo báo cáo với toàn sự suy nghĩ trên. Đảo lại xin chiến đoàn 48 về nhưng toàn không cho. Chiều lòng đảo, tạm thời toàn điều đến cho đảo thiết đoàn 22 và một tiểu đoàn biệt động chiếm giữ đoạn đường từ bầu cá đến ngã ba dầu dây, đầu mối của trục đường 20. Toàn phê chuẩn kế hoạch của đảo, rút tàn quân của chiến đoàn 43 ở vùng định quán về Long Khánh, bổ sung quân số, trang bị trực tiếp phòng thủ thị xã, triển khai chiến đoàn 52 từ quân Lị Kiểm Tân đến núi Châu, Sóc Luu sẵn sàng cơ động về tăng viện cho Trung đoàn 43 ở thị xã. Tối ngày 20 tháng 3, quân đoàn Phó Khắc Vũ và Bộ Tư lệnh Sư đoàn nhận được thông báo về tình hình các chiến trường phía Bắc như sau. Ngày 17 tháng 3 ta giải phóng Con Tum, ngày 18 tháng 3 Pê Lê Cư, ngày 19 tháng 3 Phú Bồn và Quảng Trị, ngày 20 tháng 3 thị xã Bình Long. Các cuộc tháo chạy đều bị quân ta truy kích giáo giết. Cuộc truy kích lớn nhất đang diễn ra trên đường 7 và đường 21 ở Tây Nguyên các tỉnh ven biển miền Trung đang bị uy hiếp nặng nề từ hai phía, phía Tây Nguyên xuống, phía Bắc vào. Tình hình phát triển có tính chất đột biến rất thuận lợi cho ta, rất bất lợi cho địch. Các chiến trường phải nắm vững thời cơ, thừa thắng sốc tới, phát huy thắng lợi, khoách trương chiến quả, đấy địch nhanh chóng đến chỗ suy sụp lớn. Theo kế hoạch cũ, khi tiêu diệt chi khu định quán, giải phóng đoạn đường quy định, sư đoàn có hai nhiệm vụ hoặc tập trung lực lượng tiến xuống phía Nam Túc Trưng tiêu diệt chiến đoàn 52, hoặc tập trung lực lượng quay lên phía Bắc giải phóng tỉnh Lâm Đồng, phát triển lên Đà Lạt góp sức cùng quân đoàn 3 của ta giải phóng hoàn toàn các tỉnh trên giải Tây Nguyên rộng lớn. Nếu quay lên phía Bắc thì sư đoàn phải chờ một trung đoàn của sư đoàn 341 xuống, bàn giao lại vùng giải phóng vừa mới mở rồi mới hành quân lên đánh Lâm Đồng. Nhưng trung đoàn 2 của sư 341 vẫn đang trên đường hành quân. Trong khi chờ đợi trung đoàn 2, Bộ Chỉ huy Quân đoàn thấy thời cơ diệt sinh lực của Sư 18 và mở rộng địa bàn đứng chân của Sư 341 về phía Nam đang rất tốt. Quân đoàn muốn điều Sư đoàn Thọc nhanh xuống đánh chiến đoàn 52 trước rồi quay ngược lên giải phóng Lâm Đồng sau. Để thực hiện ý định ấy, một mặt quân đoàn ra lệnh cho Sư đoàn cơ động gấp xuống Nam Túc Trương, một mặt điện về Bộ Chỉ huy cấp trên thỉnh thị ý kiến. Ngày 23 tháng 3, trong khi Sư đoàn đang cơ động thì Bộ Chỉ huy quân đoàn nhận điện trả lời của Bộ Chỉ huy cấp trên. Bộ chỉ huy cấp trên không chấp nhận ý kiến đó và lệnh giải phóng Lâm Đồng ngay. Tích cực quyết tâm giải phóng toàn bộ quân khu 2 bao gồm các tỉnh miền núi và ven biển, nhanh chóng chia cắt, cô lập quân khu một của địch, thực hiện ý đồ chiến dịch lớn. Quân đoàn Phó Khắc Vũ truyền đạt mệnh lệnh trên dây cho Sư trưởng Nam Phong qua máy điện thoại. Tiếp đó, ông thông báo thêm. Cho đến hôm nay thì trên 10 vạn quân của địch từ Tây Nguyên tháo chạy về ven biển cơ bản đã bị tiêu diệt ở đường 7, quân ta đang thừa thắng thọc xuống từ hai hướng phú yên và khánh hòa chưa hết hai tuần lễ anh năm à như một giấc mơ phải không anh năm nhưng là sự thực chứ không phải mơ đâu tin chiến thắng to lớn ấy làm ông sung sướng và cảm động ông gật đầu giọng chậm rãi anh năm à chúng ta chưa hiểu suốt ý đồ của trên hành lang chiến lược anh năm nhớ không bây giờ hiểu rồi thì khó mấy cũng phải chấp hành ngay phải không anh anh hãy vui vẻ và cho sư đoàn cơ động gấp lên Lâm Đồng, không cho địch biến những tỉnh cuối cùng của quân khu 2 làm điểm tựa. Anh lên trước, lên gấp, gặp ngay bộ phận đã chuẩn bị Lâm Đồng. Phương án đánh không có gì thay đổi. Trung đoàn 14 đang làm nhiệm vụ quân quản ở định quán sẽ vu hồi lên Tây Bắc thị xã bằng đường bộ. Rất tốt là Trung đoàn trưởng 14 đã chuẩn bị đi hướng đó. Anh để một tiểu đoàn của Trung đoàn 209 ở lại Bắc Túc Trưng duy trì áp lực với chiến đoàn 52, chốt chặn chiến dịch hai tiểu đoàn còn lại của Trung đoàn 209, Trung đoàn 12 và Trung đoàn pháo binh 210 sẽ hành quân bằng cơ giới. Anh hãy đem tất cả xe cộ của sư đoàn có và số mới thu được, cộng với số quân đoàn vét cho anh. Chắc đủ để cõng anh em lên lâm đồng. Dù một xe ngồi tới 60 người cũng nhanh gấp mấy lội bộ phải không anh? Tất nhiên là anh sẽ mang theo tiểu đoàn tăng T-59 và pháo tầm xa 130 ly. Trận đánh này anh hãy cho họ ra tay. Đại thể là như vậy. Còn cách đánh cụ thể của cả hướng thì các anh bàn với nhau. Chậm nhất ngày 29 tháng 3 phải giải phóng xong Lâm Đồng. Quân đoàn phó Khắc Vũ đặt máy, ông quay sang tấm bản đồ trải rộng, cầm bút chì đỏ vạch mấy mũi tên thật đậm. Nhận lệnh xong sư trưởng Nam Phong hội ý ngay với chính ủy Liêm và thường vụ đảng ủy. Sư đoàn triệu tập một cuộc họp cấp tốc gồm trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn 209, trung đoàn 12, trung đoàn pháo, tiểu đoàn xe tăng tiểu đoàn pháo tầm xa và các đơn vị trực thuộc để phổ biến nhiệm vụ. Kế hoạch đánh Lâm Đồng đã có từ trước, nay bổ sung thêm cho phù hợp với tình hình đang phát triển. Theo kế hoạch mới, sư đoàn chia thành hai cánh tấn công từ hai hướng. Trung đoàn 14 đảm nhiệm hướng chủ yếu được phối thuộc hỏa lực mang vác của sư đoàn, từ định quán hành quân bằng cơ giới theo đường xe bè. Khi hết đường, xuống xe hành quân bộ theo đường đã chuẩn bị. Vu hồi phía tây bắc thị xã, 18 giờ ngày 27 tháng 3 phải bí mật chiếm lĩnh xong trận địa. Đến giờ G sẽ đánh chiếm khu vực tiểu khu Lâm Đồng. Trong quá trình chiến đấu sẽ được phối thuộc thêm pháo cơ giới và xe tăng. Sư trưởng Nam Phong, chính ủy Liêm, tham mưu trưởng thứ đi theo cánh này. Cánh thứ hai đi theo đường 20 chia làm hai khối. Khối thứ nhất do Trung đoàn 209 và Tiểu đoàn 4 của Trung đoàn 12 được phối thuộc xe tăng, pháo nòng dài 85 ly và cao xạ 37 ly hành tiến bằng cơ giới. Đánh dọc đường 24 từ cầu đại gùi đến một nửa thị xã Lâm Đồng. Trung đoàn 12 còn lại hai tiểu đoàn làm nhiệm vụ dự bị đánh thị xã, phát triển lên chi khu Di Linh. Trước mắt dùng một tiểu đoàn diệt yếu khu Đắc Oai, mở đường cho toàn bộ đội hình. Tham mưu phó quân đoàn, chủ nhiệm chính trị sẽ đi theo cánh này. Kênh ký ức chiến tranh, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại